quên mất. Bây giờ mới đi đón con mà còn nhớ là cây này là nốt cái các bạn. Đó. Một cây xanh quê. Tất nhiên nó không phải là siêu phẩm gì nhưng mà nó nhìn nó rất là dễ chịu và nó cũng là một cây hay. Đấy. Tùy mức tiền của bác, mức tiền nào cũng có những cây đẹp nhưng mà ý là cái tầm tiền là tầm trung, tầm ít tiền mà có cây này là vui rồi. Chân vệ, cốt chậu ổn, mini, dáng dấp thấp và tay cành đầy đủ. Cái cây cành này hôm trước nó hoàn thiện rồi, các bác xem mình biết đấy. Nhưng mà em cắt này thu ngắn lại, hơi bị dài ở đoạn này. Đấy. Và cái ngọn kia thì đấy, đã có ngọn mới lên rồi. Đấy, nói chung là cứ rụt rịt đây, cả cái màn nó xong rồi, cho bay rồi. Đấy, các bác nhìn thấy nó hơi khác một chút. Đấy. Và có một cái bác góp ý là bỏ những cái rễ này đi rồi thì cũng đúng. Thực tế mà nói là các bác, cái những cái cây mà đã cắt và quay video, nhưng mà sau đấy thì sau cái video đó thì còn chỉnh sửa nhiều các bác, chứ không phải là nó ngay như thế đâu. Cho nên các bác cứ bình tĩnh nhé. Thôi bây giờ làm cái này không có tối. Tối cây này thì bóng biết của nó chỉ có tỉa. Đây cây mà chuẩn bị hoàn thiện là sướng rồi chỗ này. Vẫn được làm mà vẫn không bị chờ lâu. Ây chà, mũi đốt rồi. Mũi đốt. Chưa biết gì vậy? Ăn được cái đấy chưa? Ăn được cái cắt? Con có ăn bảo chứ? Chứ ăn chưa?
gọi chị. Ngồi lên giường nhanh. Xóm này lại buồn đấy nhở. Quá nhiều quê luôn. Tối nữa có bắt cùng cả nhưng không biết có xem được không. Yeah.
với mì thì các bạn tối các bạn thông cảm đi nhé. Ngọn này các bạn. Đấy các bác nha, tối rồi, thà cho các bác đi xem cho đỡ đỡ đau mắt nha. Tôi đây nó kỹ chút. Đây thì cái tỷ lệ ở đây các bác nhé, nó khoảng độ 28 phân, từ mặt chậu lên khoảng 28 đến 30 phân. Đấy thì bệ đây, cốt chậu nhé, cốt chậu rất mịn ở dưới này nó còn nhé, đây là đất mới nhé, ngày xưa cũng có cài đá biết ngày xưa thôi. Đấy. Đây lạch kia của cái chi thứ nhất tính từ đây này, thứ hai ở đây là cái ngọn này. Thì dưới bệ lên các mặt các bác nhé. Đang đùn vỏ đây, nhìn trắng 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 cái viền nữa. Đấy, đang đùn vỏ. Ngọn dâng lên đây. Ngọn đã dâng lên đây. Đấy, đấy. Bông răm đây mịn lắm, chỉ gần dày thêm nữa thôi, mini này thôi. Cái này thì đây, cái này giật lên đây, cái này đây để đỡ ra phía này. Đấy, còn cái này thì để cho phần thay thế cái tay cắt này, hoặc là dùng cái này. Đấy thì có hết rồi, cái này thêm một chút cái đuôi thế thôi, vậy thôi.
nào. Cảm ơn các bạn nhé.